các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Chuyện Bên Nôi của tụi mình. Thì như cái tiêu đề của video ở bên dưới thì các bạn cũng đã biết là mình vừa mới đi nhổ một chiếc răng khôn về. Và ngày hôm nay đã là ngày thứ 3. Không để các bạn chờ lâu nữa, mình cùng bắt đầu ngay vào video thôi nha. Mình đó thì đã quen với rất là nhiều bạn đã từng đi nhổ răng khôn về. Và sau khi vừa mới nhổ về thì cái mặt sưng veo lên ngay cái phần bên mà mình nhổ, rồi các bạn không thể nói chuyện được, cũng như là không thể ăn uống gì được mà chỉ có thể hút cháo loãng hoặc uống sữa mà thôi. Cái trải nghiệm mà các bạn đó đi nhổ răng về thật sự rất là không tốt một chút nào hết và rất là kinh khủng. Nhưng mà đối với mình đã từng nhổ một lần rồi và đây là lần thứ hai mà mình đi nhổ răng, và cả hai lần của mình đều khá là êm ái và không quá mức gọi là kinh khủng lắm. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái nơi mà mình đã đi nhổ răng và mình thực sự rất là biết ơn vị bác sĩ đã nhổ răng cho mình. Nếu như mà các bạn muốn biết phòng răng của mình làm ở đâu thì nhớ xem đến cuối video nha. Khi mà nhắc tới cái việc nhổ răng khôn á thì đối với mọi người nó là một cái cảm giác thực sự rất là kinh khủng và chẳng ai muốn đi nhổ răng khôn cả. Có một số người còn nói là thà chết chứ không nhổ cái răng khôn đó vì nó kinh khủng lắm. Nhưng mà đời đâu như là mơ. Đến khi mà các bạn gặp cái răng khôn đó, nó bắt đầu mọc lên và nó gây phiền toái cho các bạn thì các bạn chỉ muốn ngay lập tức tiễn nó đi ngay và luôn, không muốn để nó tồn tại trên thế giới này nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc mà răng khôn nó bắt đầu mọc và nó gây hại cho cái hàm răng của các bạn, nó còn cảm thấy đau đớn hơn là cảm giác nhổ răng khôn rất là nhiều. Theo như mình tìm hiểu á thì có hai trường hợp mà các bạn bắt buộc sẽ phải nhổ răng khôn. Cái trường hợp thứ nhất đó là cái răng khôn của bạn nó mọc xiên, có nghĩa là chiếc răng hàm ở đây thì chiếc răng khôn của mình nó sẽ mọc xiên lên như thế này và nó đè lên chiếc răng hàm. Thì đối với cái trường hợp này thì răng khôn của bạn vẫn có thể mọc lên được. Cái việc mà bạn quyết định là có nhổ răng khôn hay không có thể được trì hoãn cho tới khi cái răng đó nó mọc lên hoàn toàn. Các bạn sẽ thăm khám bác sĩ, sẽ kiểm tra thật kỹ cái tình trạng răng của các bạn và đưa ra lời khuyên chính xác bạn có cần phải nhổ cái răng đó hay không. Nhưng mà theo như mình đọc thì là những chiếc răng khôn mọc xiên như vậy thì nó chỉ có thể tồn tại được khoảng một vài năm mà thôi. Bởi vì khi mà nó mọc xiên như thế này nè thì nó nằm rất là trớ trêu và nó đè lên những chiếc răng khác. Khi mà bạn nhai thức ăn á, thì cái lượng thức ăn nó bị dính vào cái phần răng khôn đó rất là khó để có thể lấy ra, và khi mà mình chải răng thì bàn chải đánh răng cũng không có chà tới được cái phần đó. Và việc mà răng của bạn sẽ bị sâu nó chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Khi mà cái răng hàm của bạn đã bị sâu thì tất nhiên cái răng khôn nó cũng sẽ bị sâu và cả hai chiếc răng nó cùng sâu một lúc, và nó sẽ gây đau đớn và nhức nhối rất là nhiều. Khi cái việc đó nó xảy ra thì có khi các bạn sẽ phải nhổ luôn cả hai chiếc răng luôn. Còn đối với cái trường hợp thứ hai đó là chiếc răng khôn của bạn nó mọc ngang, có nghĩa là chiếc răng hàm như thế này và chiếc răng khôn nó mọc ngang như thế này, thì các bạn có vẻ như sẽ nghĩ là chiếc răng khôn nó mọc ngang như thế này nó đâu có trồi lên trên đâu, và nó sẽ không có làm ảnh hưởng gì tới cái răng hàm hết. Khi đó các bạn nhai thức ăn vẫn bình thường và thức ăn sẽ không thể nào dính được vào hai chiếc răng đó được cả. Và tất nhiên khi thức ăn không dính vào thì răng của bạn sẽ không bị sâu. Ok, nghe thì có vẻ rất là hợp lý. Nhưng mà khổ nổi cái trường hợp thứ hai này còn đáng sợ hơn cái trường hợp thứ nhất. Đó là vì khi mà cái răng đó nó mọc ngang như thế này thì nó đẩy, nó không đẩy ở trên nhưng nó đẩy ở dưới phần chân răng, và nó đẩy nguyên một hàng của các bạn đi luôn. Thì những chiếc chân răng của những cái chiếc răng kế bên đó sẽ bị đẩy lung lay và các bạn sẽ bị lệch hàm. Và cái nguy hiểm hơn nữa là khi mà chân răng của bạn bị đẩy như vậy á, thì nó sẽ rất là yếu, và sau này khi mà các bạn lớn tuổi á, thì việc răng yếu như vậy sẽ rất là dễ gây ảnh hưởng tới việc là răng của các bạn sẽ bị sớm rụng hoặc là dễ bị hư chân răng chẳng hạn. Nói chung là cả hai trường hợp đều đáng quan ngại, và khi mà răng khôn của bạn nó mọc một trong hai trường hợp này thì
các bạn nên cân nhắc thật kỹ tiễn các em răng khô hay đi càng sớm càng tốt. Nếu như mà các bạn rơi vào trường hợp may mắn đó là răng khô của các bạn nó mọc rất là khôn ngoan, nó mọc đúng chỗ, đúng vị trí thì hoàn toàn may mắn rồi, bởi vì các bạn có thêm những 4 chiếc răng để có thể nhai thức ăn thật là hoành tráng rồi. Chúc mừng các bạn. Và quay trở lại với trường hợp của bản thân mình thì mình đã có một chiếc răng khô mọc theo trường hợp thứ nhất và một chiếc răng khô mọc theo trường hợp thứ hai. Cả hai chiếc răng đó mình đều phải tiễn đi. Mình đã tiễn chiếc răng khô ở bên trái này mấy năm về trước rồi. Cái khoảng thời gian mà mình đang điền răng á, là mình đã xử lý em nó. Tại vì nó mọc xiên, nó mọc xiên đè lên chiếc răng kế bên của mình luôn, và nó gây làm chiếc răng hàm của mình nó bị sâu. Và lúc đó bác sĩ đã khuyên mình là nên sớm đưa tiễn em nó đi rồi, bởi vì cái việc mà chiếc răng khô nó mọc xiên như vậy nó cũng ảnh hưởng tới cái việc niềng răng của mình á, nên là lúc đó mình đã quyết định nhổ. Còn chiếc răng khô này á, là lúc đó nó vẫn còn nằm ở bên dưới, và cái răng này nó cũng khá là to, và cái chân răng thì nó nằm ở sâu bên trong gốc cái hàm như thế này, rất là khó để nhổ. Và một phần nữa là cái phần chân răng nó nằm sát với cái dây thần kinh ở trong hàm này, và việc nhổ răng đó nó hơi phức tạp một chút, nên là bác sĩ đã khuyên mình là để lại, và để khi nào mà nó bắt đầu mọc lên đó thì sẽ theo dõi và xử lý tiếp. Mặc dù là mình có tận hai chiếc răng mọc tréo nguyên như thế, nhưng mà ông trời vẫn còn thương mình lắm, bởi vì cái lúc mà mình niềng răng á thì mình đã may mắn chọn được một phòng nha khoa rất là uy tín và chất lượng. Và cái việc nhổ răng chiếc răng khôn bên trái của mình khá là nhẹ nhàng êm ái, và cái lần đó trải nghiệm nhổ răng khôn của mình thực sự mình cảm thấy không thực sự đáng sợ như mọi người vẫn thường hay nói. Cái trải nghiệm mà lần trước mình đi nhổ răng khôn á thực sự rất là run sợ luôn, cũng như là bao lần kiểm tra răng miệng như là khám những cái khám sức khỏe khác á thì mình đều lên mạng và tìm hiểu tất cả các thông tin liên quan đến cái việc làm đó. Và nếu như mà các bạn có ý định muốn nhổ răng khôn thì cũng có thể lên YouTube nè, nhìn lên Google nè, search cái từ khóa đó là nhổ răng khôn, thì các bạn sẽ thấy những cái thông tin giống như là việc nhổ răng khôn đó là một cái tiểu phẫu, và các bạn sẽ phải chích thuốc tê nè, rồi rạch cái phần nướu ra nè, và cưa răng, rồi gấp răng ra, bẻ răng ra các kiểu, nhìn rất là đáng sợ. Và lần đó cũng vậy luôn, mình cũng lên và mình cũng tìm hiểu và mình xem những cái clip đó, nó ám ảnh tinh thần của mình đến nỗi mà cái lần mình leo lên cho bác sĩ nhổ chiếc răng đó, thực sự là mình rất là hoang mang luôn. Mình kiểu như vẫn tự hỏi bản thân mình là có nên nhổ hay không, mình rất là sợ luôn. Nhưng mà lần đó là do là mình có cả phần kiểm tra răng đang niềng nữa, nên là bác sĩ kết hợp làm chung á. Thì khi mà bác sĩ kiểm tra phần răng niềng xong, bác sĩ làm luôn cái phần nhổ răng khôn đó. Và bạn biết không, bác sĩ nhổ xong rồi mình còn không biết là đã nhổ xong nữa. 5 phút thôi, mình tưởng giống như là bác sĩ chỉ đang vạch cái răng của mình ra và bắt đầu đè nắng kiểm tra như thế nào đó thôi. Hóa ra là bác sĩ đã tiêm thuốc tê nè, và bác sĩ đã cưa răng và lấy răng ra luôn rồi, rất rất nhanh luôn. Và lần đó khi mà mình nhổ răng xong và kiểm tra niềng răng xong luôn cũng chỉ tốn khoảng 15 phút thôi. Và khi mà mình đi xuống thì mẹ mình đã bất ngờ hỏi là ủa bữa nay không nhổ hả. Và thực sự là lần đó khi mà về á là mình cảm thấy giống như là mọi thứ mà mình tìm hiểu cũng như là những cái trải nghiệm của những người đã đi trước đã nhổ răng kể cho mình á, thì cảm thấy là hình như họ nói quá hay sao đó. Mà mình cảm thấy việc nhổ răng khôn cũng bình thường thôi, và gặp ai mình cũng khuyên là nếu như răng bị như thế thì hãy nên nhổ đi chứ đừng có để làm cái gì hết. Và đi với cái kinh nghiệm lần trước á, thì lần này mình đi nhổ răng khôn với một tâm thế là 90% an tâm là sẽ không đau, không bị gì đâu. Mình cũng sắp xếp đặt lịch hẹn với bác sĩ tới ngày tới giờ thì đi lên mổ.
Mặc dù là mình vẫn còn một chút lo lắng, đó là bởi vì cái răng này của mình đó thì nó to hơn cái răng này, và hiện tại thì nó vẫn đang nằm chìm ở bên dưới, nó chưa có lên, nó chỉ là đẩy cái răng của mình làm cho mình bị ê buốt răng mà thôi. Và một điều quan trọng nữa là cái răng đó nó đã đẩy đến mức mà cái răng hàm kế bên của mình đã bị rớt ra một miếng, nó đã bị vỡ răng luôn các bạn ạ. Mặc dù nó chưa mọc nhưng mà nó đã đẩy cái răng của mình vỡ ra luôn. Vậy là hôm đó mình nhớ là ngày thứ năm mình đã phải xin nghỉ phép để đi nhổ răng. Thì tầm khoảng 9 giờ là mình tới phòng răng, và tới tầm 9 giờ rưỡi thì mình bắt đầu lên bàn mổ. Sau khi mà lên nằm lên trên cái ghế đó thì các chị y tá chạy lăng xăng khắp mọi nơi để lấy đủ đồ nghề dụng cụ để có thể nhổ răng được. Chắc đâu đó cũng khoảng tầm 5-10 phút gì đó. Sau đó thì bác sĩ mới lại và cho mình uống thuốc sát trùng ở trong khoang miệng á. Sau đó mình lại nằm mình chờ một hồi nữa cho thuốc nó khử trùng sạch cái răng của mình. Sau đó thì bác sĩ mới bắt đầu tiến hành tiểu phẫu răng khôn cho mình. Thì mình chỉ kịp nhìn thấy cái kim tiêm thuốc tê nó khá là to luôn á, nó bự như thế này nè, và nó bự hơn cái cây kim tiêm mà bình thường mình hay dùng để rút máu rất là nhiều luôn, và mình cũng thấy bắt đầu sợ. Nhưng mà sau đó thì bác sĩ có trải lên trên mặt mình một cái giống như một cái tấm khăn á, để có gì nó văng ra ngoài hay gì đó đó, thì mình không còn thấy được gì nữa. Và mình chỉ nghe một cảm giác rất rất nhanh thôi, đó là bác sĩ cầm cái kim mà đưa vào trong răng của mình tiêm một cái ốc rất là nhanh. Mình chưa kịp cảm thấy là cây tim nó chích vào phần nướng của mình luôn thì lưỡi thuốc tê nó đã làm tê cứng cái phần đó rồi, và mình có cảm giác là bác đã có tiêm thêm khoảng 3 mũi nữa, chích vô bơm. Tất cả chỉ trong vòng có mấy giây thôi, bác đã tiêm xong thuốc tê rồi mà bản thân mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thì sau khi tiêm thuốc tê xong á thì chắc cũng chờ khoảng 10-15 giây gì đó để thuốc tê nó ngấm vào. Sau đó thì bác bắt đầu kêu mình há thật to ra, sau đó thì rạch phần nướu ra và bắt đầu cưa răng và vật vã với nó khoảng 5 phút đồng hồ. Trời ơi, công nhận luôn là cái răng này nó to đến mức mà đối với cái răng trước thì bác ấy nhổ ra hồi nào mình không hay luôn, còn đối với chiếc răng này là vừa phải cưa răng vừa phải bẻ nhấn các kiểu vật lộn với nó luôn, và bác làm rất là nhanh. Mình cảm thấy là cái động tác của bác thực sự quá là dứt khoát luôn, và mình cảm tưởng như đây là bàn tay của một người đàn ông lực lưỡng chứ không phải là một vị bác sĩ nhỏ nhắn dễ thương như là bề ngoài của bác đâu. Và bác đè ghì và bẻ cái răng to tướng của mình luôn. Thì đến khi mà bác vừa mới nói là xong rồi đó con, thì toàn cơ thể của mình rệu rã luôn, giống như là nãy giờ mình đang vật lộn. Mặc dù là nó chỉ 5 phút đồng hồ thôi nhưng mà mình cảm thấy như là toàn bộ hơi sức của mình nó bay ra khỏi cơ thể của mình luôn rồi. Và mình nhớ là sau khi mà nhổ xong á, là các chị y tá đã làm sạch khoang miệng của mình để cho bác bắt đầu khâu vết thương lại. Thì bác khâu rất là nhanh luôn, mình thấy là nó chỉ khoảng tốn vài chục giây, một phút là bác đã khâu xong rồi. Và sau đó thì mình được ngồi dậy và nghỉ ngơi một chút ngay trên cái ghế kiểm tra răng đó. Và sau đó thì chị y tá có cho mình xem hình chiếc răng. Thì cái răng đó nó bự khủng khiếp, nó dài chắc phải hơn một phân như đây. Rồi cái bề mặt của chiếc răng á thì nó cỡ đâu đó là khoảng gần một đốt tay của mình như thế này nè. Trời ơi, cái răng nó bự khủng khiếp luôn, và nó đã không còn được toàn thay nữa vì bác sĩ đã phải cưa đôi nó ra và bẻ nhỏ nó ra để có thể lấy được ra, nên là nó không còn toàn thay nữa. Chiếc răng vẫn còn sáng bóng như chưa có chuyện gì xảy ra. Mình nhớ là sau khi mà ngồi nghỉ một chút khoảng
một hai phút gì đó trên cái ghế đó thì bác sĩ bắt đầu kêu mình ra ngoài ngồi nghỉ ngơi, và cái chị y tá có đưa cho mình một cái ly nước mật ong và gừng để mình uống, cũng như là đưa cho mình một cái túi chườm đá để mình có thể chườm vào vết ngay bên má chỗ này nè. Thì đâu đó mình ngồi khoảng 15 phút để nghỉ ngơi rồi bắt đầu các thủ tục thanh toán. Thì mình nhớ là khi mà mình lên là tầm khoảng 9:30, và khi mình xuống là lúc đó chỉ mới khoảng 10 giờ thôi. Và trong khoảng nửa tiếng đồng hồ đó thì chỉ nhổ ra có 5 phút thôi, hoàn toàn chỉ có 5 phút vật vã với cái răng siêu to khổng lồ. Giờ sau đó thì mình có được các chị y tá ngồi lại và dặn dò các bước sau khi mình nhổ răng xong. Trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ tiếp theo á, thì phần răng của mình vừa nhổ xong nó vẫn sẽ tiếp tục chảy máu, và mình cứ phải cắn cái gạt đó trong vòng 1 đến 2 tiếng. Thì bác sĩ có cho mình 4 đến 5 miếng gạt gì đó để mình cắn vào phần đang chảy máu. Và mình nhớ là mình chỉ sử dụng khoảng 3 miếng thôi là phần máu của mình nó đã đông lại rồi. Trong cái khoảng thời gian 1-2 tiếng đầu này, khi mà máu nó vẫn chưa đông hẳn thì các bạn tuyệt đối không nên súc miệng hoặc là khạc nhổ gì hết. Bởi vì khi mà máu nó đang bắt đầu đông lại mà các bạn có tác động súc miệng cũng như là khạc nhổ ra thì cái phần máu đông đó nó sẽ bong theo cái lớp nước mà mình súc miệng và máu sẽ tiếp tục chảy ra. Nên là trong khoảng mấy tiếng đồng hồ đầu á thì các bạn không nên súc miệng mà cứ để yên đó cho máu đông hoàn toàn. Và cái phần mà khi mà các bạn ngậm gạt á thì nước miếng của các bạn sẽ tứ ra khá là nhiều. Cứ có nước miếng ra thì mình cứ nuốt bình thường thôi, đừng có cố gắng là nhổ cái phần nước miếng đó ra hoặc là ngậm cái phần nước miếng đó, bởi vì cái phần nước miếng đó nó chứa khá là nhiều máu và vi khuẩn á. Còn việc mà mình nhổ ra như vậy á thì cái vết thương của mình nó sẽ rất là khó lành. Sau khi mà máu đã đông rồi và mình có thể súc miệng được rồi á, thì các chị cũng khuyên là trong một ngày đầu các bạn không nên chải răng trực tiếp vào vùng răng đã nhổ, nhưng mà các bạn vẫn phải đánh răng xung quanh khung hàm miệng bình thường nha. Tuyệt đối đừng có kiểu như sợ đau mà không đánh răng, tại vì mình biết là khi mà nhổ răng như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy rất là đau, nhưng mà đi kèm với cảm giác đau đó là một đống vi khuẩn nó sẽ sinh sôi nảy nở ở trong đó. Và nếu như các bạn không đánh răng thì những cái vi khuẩn đó sẽ làm cho một là hơi thở của các bạn thực sự rất là tệ, thứ hai nữa là khi vi khuẩn nó đi vào cơ thể của mình đó, thì sẽ gây những cái căn bệnh khác mà các bạn không biết được đó. Và sang ngày hôm sau, sau khi mà máu đã đông hoàn toàn và các bạn đã có thể đánh răng bình thường đó, thì các chị ấy cũng khuyên mình đó là nên há miệng thật to, há càng to càng tốt, và tập luyện mỗi ngày nhiều lần trong ngày á, để cái phần hàm của mình nó không bị cứng đơ và gây những cái biến chứng về hàm giống như là bị cứng hàm vậy đó. Nên là mặc dù là có thể là khi các bạn tập há ra thì cái phần hàm của các bạn sẽ khá là cứng, nhưng mà vẫn nên là tập há miệng càng to càng tốt. Ngoài ra thì các chị ấy cũng nói là nếu như mà mình đã có thể bỏ phần gạt ra rồi và có thể nói chuyện được rồi thì cũng nên cố gắng nói chuyện bình thường, đừng có kiểu sợ đau rồi không nói chuyện, như vậy thì sẽ làm cho cái hàm của mình bị cứng và máu nó sẽ tiếp tục chảy ra nhiều hơn. Các bạn đừng nghĩ là khi mà mình nói chuyện nó động hàm á thì nó sẽ lâu lành, nhưng mà không phải đâu. Các bạn khi các bạn nói chuyện á thì cái cơ của các bạn nó sẽ vẫn tiếp tục làm những cái công việc hàng ngày của nó, và nó sẽ hiểu là những cái vết thương này chỉ là những vết thương bình thường thôi, và nó sẽ mau chóng hồi phục hơn là các bạn cứ giữ nguyên như vậy. Khi mà các bạn giữ nguyên như vậy á, rồi đến hồi các bạn mở miệng ra nói thì nó giống như là rách toát ra vậy đó, các bạn còn đau nhiều hơn là các bạn cố gắng cứ nói chuyện bình thường chậm rãi, thì cái cơ miệng của bạn nó sẽ làm quen dần với vết thương đó hơn là các bạn cố gắng nặng nó nha. Vậy là lúc mà mình hoàn thành xong hết mọi thứ là tầm khoảng 10 giờ hơn, thì hai vợ chồng mình bắt đầu ra về, chạy từ thành phố về Bình Dương hết khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì lúc về tới nhà thì khoảng tầm 11:30, và có vẻ như là lúc đó là cái phần thuốc tê mà bác sĩ tiêm vào mình nó đã hết á, nên là mình bắt đầu cảm thấy khá là đau và trong người nó giống như rất là
bực bối, khó chịu. Bởi vì cái cảm giác đau nó không giống như những cái cảm giác đau bên ngoài, mà nó gây cho mình một cái cảm giác rất là bức bối. Mình muốn giống như mình muốn cào cấu xé tất cả mọi thứ mình có thể với tới được vậy đó. Mình mặc dù là lúc đó mình máu mình vẫn còn chảy, mình chưa ăn được gì hết, nhưng mà mình vẫn phải uống thuốc. Mà mặc dù lời khuyên đó là phải uống thuốc sau khi ăn, nhưng mà do mình chưa ăn được gì, nhưng mình đã quá đau rồi nên mình đã lấy thuốc và mình uống. Thì sau khi uống thuốc xong thì mình bắt đầu nằm chờ cho thuốc nó có tác dụng. Thì mình đã chợp mắt một chút, khoảng tầm 1, 2 giờ gì đó, mình không nhớ nữa. Thì mình bắt lấy gạt ra để thay gạt, và mình kiểm tra thì máu vẫn còn chảy. Mặc dù lúc đó là đã hơn 2 tiếng đồng hồ từ khi nhổ răng rồi, nhưng mà máu mình vẫn chảy. Nhưng mà lần này thì mình không có lo lắng, tại vì lần trước khi mình nhổ răng ở bên này á thì cũng phải tốn khoảng 3-4 tiếng đồng hồ gì đó máu của mình mới hết chảy lận. Và lần này thì mình cũng vẫn để im để theo dõi tiếp xem như thế nào. Quan trọng á là khi mà mình cảm thấy bất an á thì mình có thể gọi điện lên trường răng để hỏi, thì các chị sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bạn, các bạn cũng yên tâm ha. Tầm mình nhớ là 3 giờ là mình kiểm tra lại một lần nữa, và mình thấy là máu của mình đã ngưng chảy. Thì mình bắt đầu pha cháo, ăn cháo và lại quay trở lại giường để nghỉ ngơi. Khoảng tầm 3 giờ lúc đó là mình đã không còn cảm thấy đau nhiều nữa rồi, mà nó chỉ cảm thấy râm ran thôi. Thì vẫn ở mức chịu đựng được và mình có thể nằm chơi nghỉ ngơi. Tới tầm khoảng 6 giờ là mình lại có cảm giác đau thêm một lần nữa. Và lần này thì mình cũng lại lấy thuốc uống tiếp và đợi ăn cơm tối. Mình còn nhớ là tối hôm đó là mình ăn hết một phần cháo, sau đó là mình còn đòi mua thêm một phần súp cua và thêm mấy cái bánh nữa để mình ăn nữa. Mình quan quá luôn ta. Thực sự là rất là đói luôn, tại vì nguyên một ngày hôm đó mình chỉ ăn được một bữa sáng ngon lành thôi, còn lại là chỉ hút một ít cháo thôi à. Nên là tới giờ đêm nó rất là đói và mình đã có thể ăn được bình thường rồi đó. Thì ăn xong thì mình cũng đánh răng, mình vệ sinh cho kỹ phần răng ở chỗ đó, sau đó thì mình đi ngủ thôi. Sáng ngày hôm sau là mình đã hoàn toàn hết đau và mình có thể đi làm bình thường. Công việc của mình đòi hỏi là mình phải giao tiếp với khách hàng, phải nói chuyện với khách hàng khá là nhiều, nhưng mà mình vẫn có thể nói chuyện bình thường. Mặc dù là phần má của mình vẫn hơi sưng, nhưng mà các đồng nghiệp chỉ nhận xét đó là tưởng đâu là mình lên cân mà thôi. Đó là ngày thứ nhất mình đi làm. Ngày thứ hai mình đi làm là mình đã có thể ăn cơm. Ngay ngày đầu tiên mình đi làm mình đã có thể ăn cơm lại rồi. Và ngày thứ hai mình cũng tiếp tục ăn cơm bình thường. Mình không phải ăn cháo thêm một ngày nào nữa, mình chỉ ăn cháo ngày đầu tiên thôi. Các bạn có còn thắc mắc đó là mình đã đi tới phòng răng nào để nhổ răng khôn không? Đó chính là phòng răng Diamond ở Điện Biên Phủ, quận nhất. Đây là phòng răng của bác sĩ Vũ Hải Anh. Phòng răng này á, thì chuyên là niềng răng là chính, và đi kèm theo đó là các dịch vụ giống như là nhổ răng khôn nè, trồng răng sứ, hoặc là làm các lớp bảo vệ chống sâu răng. Chỉ vậy thôi chứ bác không có trám răng như là làm các dịch vụ khác về răng như cạo môi răng đâu. Do là bác rất là mát tay và cái tỷ lệ thành công của việc niềng răng khá cao, nên là lịch hẹn của các bệnh nhân khá là nhiều á. Nên là nếu như các bạn muốn đi nhổ răng ở đây thì sẽ phải đặt lịch hẹn trước. Các bạn sẽ phải đặt lịch hẹn 2 ngày. Một ngày đầu tiên á, là sẽ lên để chụp hình x-quang phần răng của mình để bác sĩ có thể có được một cái thông tin tổng quát nhất về hàm răng của mình để đưa ra cái phác đồ điều trị chính xác nhất. Và sau khi đã chụp hình x-quang răng rồi thì bác cũng sẽ cho các bạn một cái phiếu chỉ định để đi xét nghiệm máu, để kiểm tra xem cái nồng độ máu của các bạn có bị khó đông hay không, hoặc là cái lượng đường như thế trong máu như thế nào á, để xem thời điểm nào là thích hợp nhất thì các bạn có thể nhổ răng khôn. Và nếu như thời điểm đó răng của bạn đang bị sưng, tấy và khó chịu á, thì bác cũng sẽ không nhổ đâu, mà bác sẽ cho kê thuốc cho bạn để bạn uống, để cái phần răng đó nó xẹp xuống rồi và hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường á, thì bác mới bắt đầu nhổ răng cho bạn.
nên là bạn sẽ phải hẹn 2 ngày để có thể giải quyết cái răng khôn đó. Đó là tất cả những cái review chia sẻ của mình về việc đi nhổ răng khôn. Lý do mình làm cái clip này đó là vì cái việc nhổ răng khôn đối với rất là nhiều người nó là một cơn ác mộng. Và nếu như chẳng may ai đó bị cái răng khôn đó hành hạ thì sẽ rất là sợ và suy nghĩ lựa chọn rất là nhiều giữa việc nhổ và không nhổ, giải quyết dứt điểm nó đi hay là âm thầm chịu đựng. Thì lời khuyên chân thành nhất của mình là các bạn nên nhổ nó đi để không phải giống như là đêm dài lắm mộng, giống như mình cứ phải ôm lấy cái nỗi đau đó và lúc nào cũng lo lắng về những chiếc răng của mình hết. Thì nếu như mà các bạn còn lo lắng thì các bạn có thể tới phòng răng Diamond ở Điện Biên Phủ mình vừa mới giới thiệu, bởi vì bác của Hải Anh làm rất là nhẹ nhàng, thoải mái cho các bạn, và các bạn cũng sẽ giống như mình, chỉ mất một buổi chịu đựng mà thôi là các bạn đã có thể xử lý xong cái răng đó một cách nhẹ nhàng thoải mái, và sang ngày hôm sau là các bạn có thể quay trở lại bình thường rồi. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video này ở đây thôi. Nếu như mà các bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ like và share giúp mình nha. Và đừng quên là subscribe kênh YouTube của tụi mình để không bỏ lỡ những video sắp tới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.